Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng với những cựu chiến binh quân y đã tham gia chữa trị cho các bệnh binh cũng như tham gia chiến trường để giành độc lập cho dân tộc, thì những ký ức thời chiến vẫn còn sống mãi. Những ký ức hào hùng của những cựu chiến binh, của quân và dân ta như một lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay có những hoạt động tri ân những anh hùng liệt sĩ và trân trọng những giá trị của nền hòa bình độc lập dân tộc. Để sống một cuộc đời độc lập tự do, không còn cảnh máu, cảnh làng quê tan nát, cụ già, trẻ thơ, đôi mươi như chủ mình. Đó là đôi dòng mà bức thư tay được viết từ một chiến sĩ bị thương trong lúc chiến đấu những năm 1970, gửi tặng bà Nguyễn Thị Lê, hội cựu chiến binh phường Tây Lộc, thành phố Huế. Những cảnh thư còn để lại là kỷ vật lưu giữ ký ức về những năm tháng đầy khó khăn oanh liệt và chứa đầy tình yêu của tuổi đôi mươi vì lý tưởng bảo vệ Tổ quốc. Với bà Lê, những kỷ vật ấy là một thời tuổi trẻ hào hùng cùng đồng đội sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Bà đã đi cùi cổng để rồi thì cảng thương binh này rồi đi là đi hộ tổng thương binh về điều trị những ngày đêm vất vả, có khi thức đêm luôn cả đêm luôn để mà trực thương binh á. Thì họ thấy như thế, họ nói nữ mà vất vả đi mà tôi bỏ điều đi, họ điều ra đi đơn vị khác, thì ra quân khu. Thì trong lúc là chị em tôi chuẩn bị để điều đồng đi quân khu thì anh nên việc cái bức thư này anh gửi. Anh gửi thì trong đó là 5-6 chị em anh gửi cho tôi thôi, anh gửi một bức thư đi. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về một thời khỏi lửa dường như vẫn còn sống mãi trong lòng bà Trần Thị Châu. Là một chiến sĩ quân y từng tham gia chiến đấu chữa trị cho các chiến sĩ cách mạng trong thời kỳ bom đạn những năm 1962. Cứ mỗi lần gặp mặt và ôn lại những năm tháng hào hùng cùng những đồng đội năm xưa là khiến bà không khỏi tự hào và xúc động, hồi tưởng lại những kỷ niệm về những ngày tháng chiến đấu tại chiến trường xưa. Của mẹ ra đi làm cách mạng chỉ mong sao là đi vào chiến trường miền Nam, cùng mong muốn là toàn đảng, toàn dân, toàn quân miền Nam, miền Bắc làm ra là cố gắng phấn đấu giải phóng miền Nam sớm nhất, có ngày là hòa bình thống nhất đất nước. Thì tuổi cũng 18 đôi mươi thì cũng đi rồi chứ cũng có cái lý tưởng là để giải phóng quê hương và đất nước. Thì cũng mong muốn là mình được răng để toàn được giải phóng quê hương để cho ba con anh chị em rồi trong gia đình cũng như là toàn bộ đất nước, để cho bớt cái tăng tóc, bớt chết chóc, bớt khổ cực đi. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, khi trở về địa phương, những cựu thanh niên xung phong luôn tích cực tham gia công tác xã hội và gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Điều đáng khâm phục là dù tuổi đã cao, song họ vẫn luôn là tấm gương sáng về tinh thần tự học để các thành viên trong gia đình và bà con hàng xóm noi theo, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp phát triển của địa phương. Lực lượng là gương mẫu, vừa là tuổi già, tham gia các cái hội đoàn, cũng có như hội người cao tuổi rồi, hội cựu chiến binh, hội thanh niên xung phong. Nói chung đoàn kết, trách nhiệm, mục tiêu cuối cùng là xây dựng cho mình một tấm gương sáng để cho con cháu mai sau luôn luôn nêu gương những cái hội viên cựu chiến binh của các thời kỳ, qua cả cái thời kỳ đó và trong cuộc sống hiện tại khi trở về với đời thường, tham gia tích cực vào vấn đề xây dựng nông thôn đô thị văn minh. Với cái tiêu điểm ở đấy đặt ra cái chương trình nào đây là sáng xanh sạch đẹp. Chiến tranh đã đi qua, nhưng đối với những người lính, cựu thanh niên từng tham gia chiến đấu giành độc lập tự do cho Tổ quốc, ký ức thời chiến vẫn còn sống mãi. Với những người lính của Hồ năm xưa, ký ức hào hùng về ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không thể nào phai trong tâm trí. Trong họ vẫn vẹn nguyên bầu nhiệt huyết, mang đậm chất lính với những cống hiến cho xã hội, cho cộng đồng và hướng về quê hương đất nước.